cũng là nhằm ngày rằm tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, Nam Mô Buddhaya, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang sante tisarane nasaha athangasaman nagatang upo sathang yachama dutiyambi mayang sante tisarane nasaha athangasaman nagatang upo sathang yachama tati yambi mayang phante ti satane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đương tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biên. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đảnh nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duti yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ nguyện quy tăng. Tati yam bi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tati yam bi buddhaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yam bi dhammaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yam bi dhammaṃ saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ nguyện quy y tăng. Tati yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati bata Veramani Sikha Badang Sama Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Banati Pata Veramani Sikha Badang Sama Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Apramacharya veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Apramacharya veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachapamadakhana veramani sikha badang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura merayamachapamadakhana veramani sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala phu sana
Về ra mắt ni sikha khá bà đăng sắp mà đi cha mi để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala vikala phụ chánh na về trăm mắt ni sikha khá bà đăng sắp mà đi cha mi để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời. Na cha ni ta và đi ta vi su garasana mà là gần thôi biết thề bất hạ đà và na mần đà na vi phụ sanh tha na về ramani sikha và đằng samma đi cha ammi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và một trang sức. Nakchagita wa dita wisu kadasana ma la gan ta wi le panatha jana man dana wifu sanatha na we jamani sikha padang samma diya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm vang đồ trang sức. Ucca sayana maha sayana ve ramani sikha padang samma diya ammi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana ve ramani sikha padang samma diya ammi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassammana gatang buddhappanyattang upposathang imang jarattin imang jadivassang sammadeva avirakkhittum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Amen. Niya tha ba da ni u bo sa si va la se na iman cha ra tan iman di di va sang sa tu ka ka wa ap ma de na sap ma ar khi tap bang chư Phật tử và đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chẳng nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dữ vui. A mát phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân yên tí, si lê na phu vật sàm bà đà, si lê na nịp bu tân yên tí, tạc ma si lê nguy sô nạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọc
trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavena sara sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sara sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sara sati bhavantu te. Tất cả anh phương an có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà huệ đức của chư Phật, do nhà huệ đức của giáo pháp, do nhà huệ đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu nghĩa mãn, cho được thành tựu nghĩa mãn. Sa thục sa thục lành thai lành thai. Nam mô Phật thầy ạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Sa thục kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp và con thành kính đảnh lễ hòa thượng Chư Tôn Đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Phật thầy ạ. Kính cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thích Thâm Má trên mạng internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ đến 1 giờ đến 2 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, 5 tháng 4 năm 2022. Phật lịch 2581 có sông nổi. Giá mắt cá quắt cá kệ số 6. Hòa thượng Tuệ Siêu biên soạn dài giảng dạy. Một phẩm xâm đối cho mắt cá quắt cá kệ số 6. Phẩm xâm đối duyên sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết ở Sawatthi khi ngài trú tại Cetawana. Do chuyện xung đột của các tỳ kheo thành Kosambi, thổi ấy trong chùa Gosita ở Kosambi có hai chúng tỳ kheo đồng trú. Một chúng là đệ tử của một vị luật sư, một chúng là đệ tử của vị pháp sư. Vì một chuyện nhỏ nhặt liên quan đến giới luật, hai vị thầy chỉ trích nhau. Hai chúng đệ tử tất nhiên đứng về phía vị thầy của mình. Dần dần dẫn đến xung đột, bất hòa và chia rẽ. Rồi các cư sĩ trong thành Kosambi cũng chia thành hai phe. Một phe ủng hộ hội chúng luật sư và một phe ủng hộ hội chúng pháp sư. Sự xung đột bất hòa ở Kosambi được trình lên Đức Phật. Ngã hai lần cử sứ giả đến giải hòa nhưng không hiệu quả. Lần thứ ba, Đức Phật thân hành đến Kosambi để giáo huấn họ, nhưng họ vẫn ngoan cố không nghe. Để cảnh tỉnh các tỳ kheo ấy, Đức Phật đã rời Kosambi đi đến khu rừng Palilayaka và ăn cư mùa mưa tại đấy, được bảo vệ bởi voi và khỉ chúa trong rừng
Ta Lý Lê Giá Cả. Đức Thế Tôn đã an cư mùa mưa này, không có thị giả và cách ly tăng chúng. Các cư sĩ ở Cô Xâm Bí thấy chư tỳ kheo trong chùa Gô Xí Tá cương ngạnh không nghe lời giáo huấn của Đức Phật thì họ chán nản, đồng lòng ngưng việc hộ độ cúng dường. Cho đến việc các tỳ kheo đi khất thực hàng ngày, các cư sĩ cũng không đặt bát. Điều đó khiến các tỳ kheo Cô Xâm Bí sống chật vật, khó khăn suốt 3 tháng an cư. Chư tỳ kheo ấy đã hối hận và làm quà với nhau và muốn đi đến Sa-va-thí để sám hối với bậc đạo sư. Nói về các vị thánh cư sĩ ở Sa-va-thí, khi chư tăng đã mạn hạ và làm lễ từ tứ xong, họ thỉnh cầu tôn giả Ananda đi rước Đức Phật về. Tôn giả Ananda dẫn đoàn tỳ kheo đi đến khu rừng Pali-lê-gia-cá. Gặp và đảnh lễ Đức Phật xong, tôn giả Ananda thay mặt các cư sĩ Sa-va-thí khẩn thỉnh Đức Phật trở về Chê-ta-quá-ná. Đức Thế Tôn nhận lời. Nghe tin Đức Thế Tôn đã về Sa-va-thí, các vị tỳ kheo Cô Xâm Bí liền đi đến ý kiến Đức Phật và ngồi xuống một bên ở Sa-va-thí tụ họp để nghe Đức Phật thuyết pháp. Họ vào chùa và hỏi các tỳ kheo Cô Xâm Bí sống xung đột là những vị nào. Khi được chỉ nhóm ấy, họ nhìn nhóm tỳ kheo với cặp mắt thiếu thiện cảm và sầm xì chỉ trích. Các tỳ kheo Cô Xâm Bí hổ thẹn, quỳ mọp đảnh lễ và sám hối bậc đạo sư. Đức Phật đã thuyết pháp giáo huấn các vị ấy, kết thúc bằng bài kệ trên, dứt pháp thoại, các tỳ kheo ấy chứng quả diệu lưu. Chánh văn: Pa rê chá ná quý cha năng tí ma văn ết thá giám ma ma sê dê chá tát thá quý cha năng tí tát tô xâm man mê thá gà thầm ma đa ba đá pháo thích văn. Nát Pa Rê, chu cách số nhiều của phiếu chỉ đại từ Pa Rá. Những người khác, những người kia. Quý cha năm tỷ, động từ hiện tại ngôi thứ ba. Số nhiều, quý cha năm tỷ, quý cộng nha, cộng á, hiểu biết, nhận thức. Má văn, ếch thá, má văn, ếch thá. Má văn, chu cách số nhiều của nhân xưng đại từ âm há, chúng tôi, chúng ta. Ếch thá, trạng từ, ở đây, tại đây. Giám ma, mát xê, động từ mệnh lệnh cách ngôi thứ nhất. Số nhiều, thể động từ, atano, pá đá. Nếu thể tha động từ, pá rás, sá pá đá, thì mệnh lệnh cách ngôi thứ nhất số nhiều là giám ma ná, động từ gốc là văn cộng á, giám ma tí. Căn văn có ba nghĩa: một, kiềm chế, kiểm soát; thứ hai, thu hẹp, khống chế; thứ ba, chết, diệt vong. Trong bài kệ này, giám ma ma xê là hình thức mệnh lệnh cách panh chấm mi imperative. Lấy nghĩa một, chúng ta hãy kiềm chế là hợp lý nhất, bởi không thể dịch làm mệnh lệnh cách chúng ta hãy bị diệt hay chúng ta hãy bị thu hẹp. D, chủ cách số nhiều của liên quan đại từ giá. Những ai, những người nào? Tát thá, trạng từ, tại đấy, ở đấy, điểm đó. Mê thá ga, chu cách số nhiều của danh từ nam tính. Mê thá giá, sự tranh cãi, sự cãi, sự gây gỗ, sự xung đột. Cá lá há, phanh đá ná, quyết giá há, quý hoa đá, diệt dân. Nhóm kia không nhận thức, chúng ta hãy kiềm chế. Ai yêu ấy, xung đột được lắng yên, pháp cú sáo, chuyển dân.
Tha cha pa re ma yang yam ma ma se tí na quýt cha nam tí. Dê chát tát thá quýt cha nam tí tát tô. Mê thác ra xăm măng tí. Ở đây, những người kia không nhận thức rằng chúng ta hãy kiềm chế. Những ai ý thức được điều ấy, nhờ đó các cuộc xung đột lắng yên, lý giải. Trong bài kệ, Đức Phật dùng từ pá rê, những kẻ kia là chỉ cho những vị tỳ kheo cô xâm bí đang ngồi một góc trong tăng chúng, là những người xung đột bất hòa. Trong cuộc sống nếu mỗi người ai cũng có ý thức biết kiềm chế bản thân, dằn nén sự phẫn nộ sân giận, thì sẽ không xảy ra cãi giả xung đột. Có nhiều cách suy nghĩ để kiềm chế bản thân khi có sự xung đột khởi lên. Suy nghĩ về sự chết sẽ đến với mình, bởi mạng sống có kết thúc là chết. Nhờ nghĩ vậy nên kiềm chế được sân tâm, nguyên nhân xung đột. Hoặc suy nghĩ về sự tác hại do xung đột đem đến, như làm tổn thương nhau, sát phạt nhau. Nhờ nghĩ vậy nên kiềm chế được sân tâm, nguyên nhân xung đột. Hoặc suy nghĩ về sự tổn thất do xung đột đem lại, như làm thần, làm mất thời gian quý báu, khiến sạn nước tình giao hảo. Nhờ nghĩ vậy nên kiềm chế được sân tâm, nguyên nhân xung đột. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Tệ Siêu. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh Đồng Bộ Phật Thầy, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ tăng chúng, kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt ở trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học môn Pali Pháp Cú, tiếp tục kệ số 6 trong 20 kệ của phẩm Sùng Đốn. Bài kệ số 6 này được Đức Phật thuyết ở tại Chetavana Savatthi. Nhưng mà câu chuyện xuất phát từ cái sự xung đột của các vị tỳ kheo thành Kosambi. Được biết rằng ở tại Kosambi, trong ngôi chùa Kusita Rama, có hai vị tỳ kheo, một là luật sư, hai là vị pháp sư cầm đầu hai hội chúng, và họ cũng được các cư sĩ trong thành Kosambi có lòng tin và hộ độ. Chỉ vì một câu chuyện rất nhỏ nhưng mà chuyện bé xé ra to, xảy ra cái sự xung đột
số là vị pháp sư. Đi vào nhà xí, xong bước ra, vị luật sư đi vào, thấy cái gáo nước còn để lại một chút nước mà không có đổ đi, không có ấp cái gáo lại. Vị luật sư bước ra và đi đến cái vị pháp sư mới bắt luật, nói rằng này hiện giả, đi vào trong nhà xí thì sử dụng nước, vì tỳ kheo nào mà còn để lại một chút ít nước không đổ hết để cho nó vệ sinh để phạm cái tội tác ác. Vị pháp sư mới nói rằng cái lực nhỏ như vậy cho nên tôi không được biết. Nay hiện giả đã nói như vậy thì tôi xin sám hối cái tội tác ác đó. Thì sẽ rút cái điểm về sau. Thì như vậy thì êm rồi, đâu có chuyện gì. Đằng này vị luật sư sau khi đã chấp nhận cho người ta sám hối về cái lỗi tác ác, lỗi tác ác nhẹ lắm, thì vị Đức Cơ Tát là một trong bảy cái giới tội nhẹ nhất. Tại vì chúng ta nghe cái chữ ác thì chúng ta thấy là nặng nề, nhưng mà chữ Đức Cơ Tát có nghĩa là một cái hành động nó thiếu cái tế nhị và nó không đẹp vậy thôi. Chữ đúng đi có nghĩa là không đẹp, nhưng mà trong cái Hán dịch là ác, tác là làm, do đó cho nên những cái chữ đó tác và tác ác thì nghe nó nặng nề, như cái chuyện đấy nhỏ thôi quý vị. Như rồi cái vị luật sư khi mà trở về nơi trú xứ trong chùa của mình đó, chia làm hai cái khu vực, khu vực để dành cho hội chúng đệ tử của vị luật sư, còn khu vực thì là cái trú xứ của các vị tỳ kheo đệ tử vị luật sư. Cho nên vị luật sư về tới cái chỗ ngủ, trong lúc mà dạy luật cho các vị tỳ kheo học trò mình đó, thì mới dẫn chứng mới nói rằng vị tỳ kheo phải học luật cho nó kỹ lưỡng, đừng để phạm tội mà không biết, như là vị pháp sư kia vậy. Rồi mới nói đến cái chuyện mà cái gáo nước ở trong nhà xí. Cái nhóm đệ tử của vị luật sư nghe thấy như vậy đó, nghe ông thầy vừa nói như vậy thì để ở trong bụng. Đến khi mà gặp cái nhóm tỳ kheo đệ tử pháp sư nói chuyện qua lại, thì cái nhóm đệ tử luật sư mới phơi bình là bên pháp sư chỉ biết học rồi thuyết thôi, nhưng mà luật lệ không có rành, vân vân, nói như vậy. Cái đệ tử pháp sư nghe như vậy cũng tự ái, về mới thưa chuyện lại cái thầy của mình là vị pháp sư. Cái vị pháp sư mới chỉ trích vị luật sư trước mặt đệ tử mình, nói rằng cái ông luật sư đó, ông nắm luật như bọn không rành, ông không có thực thi hành luật,
cái chuyện mà đã giải quyết xong rồi, ta đã sám hối cái lỗi đó rồi, rồi lại mười mốt nói ra nữa để điều xấu như vậy, ông phạm cái tội khác, phạm tội ưng đối trị. Cho nên các vị tỳ kheo đệ tử pháp sư đó nắm được cái sơ hở này, mới gặp các vị tỳ kheo phe luật sư mới chỉ trích ngược lại. Thế là hai vị pháp sư với luật sư bắt đầu xích mích với nhau, do các đệ tử thọc qua thọc lại. Và cuối cùng cái sự xung đột đó nó trở nên lớn chuyện, nặng nề, và họ tách rời nhau, không có chịu hòa hợp, không có chịu cộng trú để Bồ Tát, vân vân. Rồi câu chuyện đó được đột đi. Đến tay Đức Phật, ngài mới bảo Tôn giả Nan Đa đi đến để giải hòa. Nhưng mà Tôn giả Nan Đa đi đến giải hòa, các vị đó cũng không có chịu nghe. Tôn giả Nan Đa về bạch với Đức Phật, Đức Phật ngài mới đích thân ngài đi đến. Ngài kể ra rất nhiều cái câu chuyện bổn sanh, thế mà các vị tỳ kheo đó cũng không có nghe, không có chịu hòa hợp. Họ còn nói rằng nè, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nay đã lớn tuổi rồi, và những cái chuyện mà nhỏ nhặt như thế này của chúng con thì hãy để chúng con tự giải quyết, ngài khỏi phải bận lòng. Họ nói với Đức Phật như vậy. Đức Thế Tôn ngài giống ba lần mà họ không có chịu nghe, Đức Thế Tôn mới bỏ đi. Nhưng mà ngài không có về thẳng tại Chetavanasothi, mà ngài đi vào rừng Parilayata. Cái khu rừng này có bầy voi và bầy khỉ. Bầy voi thì có một con voi chúa, và bầy khỉ thì có con khỉ chúa. Và hai con vật này đó thì nó cũng chán nản với bầy đàn, nó ồn ào và nó chen, nó tách rời, nó bỏ đi. Nhưng đi vào rừng thì nó gặp Đức Phật, tự nhiên nó có cái cảm giác thân thiện với Đức Phật. Thế là hai con vật đó nó tự nguyện hầu cận và hộ độ Đức Phật. Con khỉ chúa thì đi tìm trái cây ở trong rừng, và thỉnh thoảng đi tìm mật ong đem về cúng dường Đức Phật. Có một lần khi mà khỉ chúa nó lấy được một cái tổ ong có mật đem về cúng dường Đức Phật, khi đó trên mặt tổ ong có một vài cái con ong nó còn ngoan ngoẹ. Đức Phật ngài không có nhận, thì con khỉ nó nhìn thấy như thế đó, nó hiểu ý, nó đem ra khuất mặt, rồi nó lấy cây nó
dứt cái con ong đó ra cho sạch sẽ rồi đem đến cúng dường Đức Phật. Còn con voi thì nó canh chừng, nó bảo vệ Đức Phật. Những lúc mà Đức Thế Tôn ngài muốn tắm bụi thì nó đã dùng vòi cầm cái cây đều, những cái cục đá được phơi mà nắng cả ngày, nóng nó lăn cái cục đá nó đến một cái và nó lăn đá xuống dưới cái vũng nước đó để tạo thành nước nóng cho Đức Phật ngài tắm rửa. Nó hộ trì, hai con vật nó hộ trì Đức Phật, cho nên mới gọi là rắc thiết tánh quá rắc quá nắng, tức là hộ lâm, tức là khu rừng mà Đức Thế Tôn được hộ độ, được bảo vệ bởi hai con vật đó. Chứ xưa kia thì gọi là Parilayaka. Và khi mà ở tại Chetavana Savatthi, các cư sĩ đến chùa không được diện kiến Đức Phật, hỏi ra mới biết Đức Phật đi đến tại Kosambi để mà ngài dàn xếp các vị tỳ kheo này. Nhưng mà rồi các vị tỳ kheo này không nghe, ngài bỏ đi vào rừng để ngài ăn cư kiết hạ. Các vị tỳ kheo cảm thấy tức tối bực bội với các vị tỳ kheo đó, các vị tỳ kheo Kosambi. Và những vị cư sĩ ở tại Kosambi cũng vậy, họ có niềm tin với Đức Phật, và khi Đức Phật đến để ngài giáo huấn cho các vị đó mà các vị này vẫn cứng đầu cứng cổ, không có nghe, còn nói những lời trịch thượng với Đức Phật. Cho nên các cư sĩ là họ lúc ban đầu thì họ đi vào chùa, một số cư sĩ thì đứng về luật sư, còn số cư sĩ đứng về phe của pháp sư. Các vị tỳ kheo chia phe, các cư sĩ cũng chia làm hai phe. Trong chú giải nói rằng thậm chí chư thiên ở trong chùa cũng chia ra làm hai phe nữa. Cái sự rạn nứt đó dần dần nó lớn lên. Nhưng mà bây giờ thì các cư sĩ đó họ thấy được cái sự bán bổ của các vị tỳ kheo này, cho nên họ đồng lòng với nhau là bây giờ đừng có hộ độ các vị tỳ kheo đó nữa, là những vị tỳ kheo chỉ sống biết xung đột thôi. Cho nên họ ngưng cái sự hộ độ cúng dường, thậm chí các vị tỳ kheo đi khất thực cũng rất là khó khăn. Các vị tỳ kheo của hai nhóm luật sư và pháp sư bắt đầu hối hận, họ sám hối với nhau, làm hòa với nhau trong cái mùa ăn cư kiết hạ đó, và họ quyết định ra hạ làm lễ từng tứ xong sẽ đi đến sau thi để mà đảnh lễ và sám hối Đức Phật. Còn nói về ở sau thi, sau khi chưa tăng làm lễ từng tứ xong thì các vị cư sĩ mới yêu cầu tôn giả Ananda đi đến rừng Parilayaka để cung thỉnh Đức Phật trở về thuyết pháp cho Phật tử nghe. Thì tôn giả Ananda cùng với chư tỳ kheo, một số tỳ kheo đi đến rừng đó để đảnh lễ và xin thỉnh Đức Phật về. Thì ở trong cái buổi chia tay đó, thưa quý vị, cũng rất là thương tâm. Ông Thị Chúa thì Đức Phật được cái tổ ông, được Đức Phật nhận thì nó quan hỷ quá,
nó ở trên cành nó cứ nhúng nhảy, rồi sau nó bị gãy cái cành cây và nó rớt xuống đất, nó chết. Trong cái tâm quan hỷ thiện pháp nó sẽ bị khổ trời. Còn riêng về con voi đó, mãi cho đến khi Tôn giả Năng Đa và chư Tăng đến thỉnh Đức Phật về, thì lúc bây giờ nó rất là buồn. Từ nay vì sao nó sẽ không được khổ độ Đức Thế Tôn nữa. Nó tiễn đưa Đức Thế Tôn ra tới bìa rừng, và Đức Thế Tôn khuyên nó trở lại đi. Ở đây là trong cái phạm vi của thế giới của loài người, bất lợi cho người lắm. Thì con voi nó dừng lại, chờ cho đến khi nó trông theo hình bóng của Đức Thế Tôn đi vừa khuất tầm mắt. Nó thương nhớ Đức Phật, nó bể tim nó chết, và nó sanh về cõi trời. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài về tại Chetavanasavati, các tỳ kheo Kosambi nghe được Đức Thế Tôn đã về Savatthi, họ lục tục kéo nhau đến để đảnh lễ Đức Phật. Khi mà họ đến thì được sắp đặt ngồi qua một góc chỗ chư Tăng. Ở trong chư Tăng, các cư sĩ ở sau có thi họ cũng kéo đến để họ nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong đó có vua Pasenadi, các cô độc và Wiska v.v. Thì khi mà đến, các cư sĩ này mới hỏi những tỳ kheo Kosambi ngồi ở đâu, là ai, là những vị nào. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo mới chỉ cho các cư sĩ biết đó là những tỳ kheo Kosambi. Các vị tỳ kheo Kosambi ngồi cúi đầu hổ thẹn, liền đảnh lễ Đức Phật, đi đến dưới chân Đức Phật quỳ một đảnh lễ, xin sám hối với lỗi lầm khuyết điểm của mình. Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lại những cái câu chuyện về hoàng tử Đi Khơ Phu đã nghe theo lời của vua cha là vua Đi Khắc Ti. Người ta là người cư sĩ đó, mà người ta còn nghe theo lời dạy của cha, cho nên hóa giải được thù hận với vua Brahmadatta. Hôm nay các ngươi xuất gia trong giáo pháp của Như Lai mà lại xung đột với nhau, cãi vã với nhau, đến khi mà Như Lai giáo huấn cũng không chịu nghe, như vậy thì các tệ hơn thái tử Đi Khơ Phu nữa. Sau khi vỡ trách các tỳ kheo xong, thì ngài nói thuyết lên một cái bài kệ Parinacchanati Majjhamettha Majjhamettha Yamamase. Di cha tát tha vija nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ở đây cũng nhắc thêm cho các Phật tử chúng ta, trong cái bài kệ khi mà nói chữ maya, mayam chữ m rồi có dấu lược ở trên ettha, mình phải đọc liếc lướt qua, tức là Majjhamettha. Cho nên khi mà thích văn đó, thì người ta nói là hợp âm, có nghĩa là Majjhamettha mới được. Tất nhiên đúng chữ là chữ Majjhamettha, Nikahita M chấm dưới, rồi chữ Ettha
Mà khi bỏ cái chữ Nikkehita đó thành chữ M thì chúng ta phải đọc là Mayamitha, Mayamitha. Chứ nếu mà chúng ta cứ đọc là Mayamitha rồi hợp âm là Mayam với Etha nữa thì như vậy thì nó không có trúng. Cho nên chúng ta phải chú ý chỗ đó. Thì bài kệ này á, ở trong này có những từ mà chúng tôi cũng rất là đắn đo khi mà chúng tôi phải minh giải những cái từ ngữ đó. Theo bà Radevich thì cái câu mà Majamitha và Ba thì bà dịch trong cái bản tiếng Anh là dịch ngài Narada, ngài chú thích đó, dịch tới ba nghĩa. Nhưng mà chúng tôi thì thích từ ba nghĩa, nhưng mà chúng tôi dịch trong cái bài kệ này thì chúng tôi chỉ lấy một nghĩa duy nhất mà thôi. Tại sao? Cái chữ Yamamase nó thuộc về cái thể loại Atanupada. Học Pali cao cấp đó, thì chúng ta mới có học cái phần này. Động từ Pali nó chia ngày xưa kia đó, cổ ngữ thì hễ mà những cái tự động từ đó, tức là những cái động từ mà tự nó có nghĩa tròn đủ, không cần phải có túc từ, thì người ta xếp chia là Atanupada, tức là cái thể loại này nó có cái bảng chia riêng, chia thì ngôi số chia riêng. Còn những cái tha động từ, tức là những cái động từ hay là bây giờ người ta gọi là ngoại động từ đó, nội động từ, ngoại động từ đó. Thì ngoại động từ có nghĩa là tha động từ là những cái động từ mà nó cần phải có túc từ nó mới đủ nghĩa. Thí dụ như nói tôi ngủ, động từ ngủ đó là tự động từ, bởi vì nói tôi ngủ là biết rồi, là đủ nghĩa. Còn khi nói tôi đánh thì phải nói như vậy nó chưa có đủ nghĩa. Đánh ai? Đánh con chó, con mèo hay là đánh kẻ thù thì nó phải có cái túc từ nó mới có tròn nghĩa câu. Cho nên cái từ này đó thì nó chia theo cái thể loại khác. Thành thử mệnh lệnh cấp của cái động từ Yamati thì nếu mà nói theo Parasapada đó thì nó là Yamama, mà nói Atanupada là Yamamase, cũng là ngôi thứ nhất số nhiều. Nhưng mà có hai hình thức vậy, Yamamase là Yamama. Cái sự phân biệt đó đó, phân biệt Atanupada và Parasapada, thì ngài Buddhadatta, ngài ở trong cái giáo trình dạy Pali sơ cấp, trung cấp và cao cấp đó, thì ngài có giải thích cái chỗ này. Hồi xưa là như vậy, nhưng mà ngày nay đã bỏ đi cái khái niệm đó,
nghĩa là chia giống nhau, và phần lớn là lấy prasapadan và chia thôi, dầu cho động từ đó là tha động từ hay tự động từ, nội động từ ngoại động từ gì cũng là lấy theo hình thức prasapadan. Yamatu, yamantu, yamasi, yamatha, yamahi, yamatha, yamami, yamama, chứ không có xài theo cái yamabase. Nhưng mà thường thì cái hình thức Atanupada được sử dụng ở trong văn kệ nhiều. Văn kệ hay người ta gọi là cổ văn đó, giống như Việt Nam của chúng ta, trong quốc ngữ của Việt Nam chúng ta là cổ văn là lấy theo thơ, thơ vịnh. Cho nên ở đó trong cái bài kệ này mới là Yamamase, bởi lợi tắc ngồi thứ nhất số nhiều, mấy văn Etha Yamamase. Thì cái chữ Yamamase đó ở từ cái căn gọi là dâm má. Cái chữ dâm má ở đây người ta quen xài cho cái nghĩa như cái chữ dâm má ra chá là diêm vương, là thần chết hay là thần quỷ diệt. Cho nên người ta quen đi, quen xài cái chữ giấm mắt. Nhưng mà thật sự chữ giấm mắt nó có ba nghĩa: chữ giấm mắt hay giấm mắt tí. Cái nghĩa thứ nhất nó có nghĩa là cái sự kềm chế hay là chế ngự. Và chúng ta vẫn có cái chi pháp gọi là săn giấm mắt, sang giấm ba tí. Mai mốt chúng ta sẽ học cái những cái bài kệ ở trong cái phẩm Appamada phẩm dĩ vui đó, thì chúng ta sẽ gặp được cái bài kệ đâm mát và sang giấm mát rồi sống chế ngự. Thì như vậy á, ở đây chúng ta mới xài mệnh lệnh cách được xài cái chữ kềm chế hay là chế ngự, thì chúng ta mới xài chữ ba giá. Mà do mấy thác do mà xài, chúng ta hãy kềm chế, chúng ta hãy kềm chế, nó đúng hơn, hợp lý hơn là chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là bị diệt vong hay là bị diệt, bị chết. Có bao giờ chúng ta nói là chúng ta hãy chết hay là chúng ta hãy bị diệt trong đâu? Với lại chữ bị diệt, bị chết á, là trong cái nghĩa thụ động thể, mà chữ yamamase, chữ yamati nó không có nghĩa là thụ động thể, tùy trường hợp mà xài. Cho nên ở đây mình xài cái nghĩa thứ nhất là kềm chế thì nó hay hơn. Chúng ta hãy kềm chế. Ngày xưa khi mà chúng ta học hồi nhỏ đó, thì cứ là những người khác không thì biết đây bị diệt, mình học nó quen rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ đó, khi mà tra cứu lại trong chú giải và ngữ pháp mạch văn, thì chữ Yamamase rõ ràng là xài bởi lợi cách Panchami. Ngay cả cái tự điển Palitex Society của bà Bradavis, khi mà nói đến chữ Yamamase trong cái câu Phật ngôn Pháp Cú Thamapada số 6, chữ Yamamase cũng được giải thích, chú thích là mọi lợi cách nữa. Nó xài mọi lợi cách, chúng ta thấy rõ ràng gì mà hễ là mọi lợi cách thì cái chỗ này chúng ta không nói chúng ta đây bị cái chữ bị diệt, không có thể là mọi lợi cách được.
Và chúng ta hãy kiềm chế, chúng ta hãy kiềm chế. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói như vậy rồi thì chúng ta sẽ lý giải về cái phần sau. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái từ gọi là metaga. Cũng về chữ metaga đó, ở trong cái cũ hồi xưa giờ chúng ta cứ dịch là tranh luận được lắm em, ai biết ai hiểu được điều ấy, tranh luận được lắm em. Thật ra đó thưa quý vị, chữ tranh luận nó còn quá nhẹ. Ở đây chữ metaga ở trong chú giải giải thích đồng nghĩa với chữ kalaha, phadana, vitaha, vibhada. Còn cái chữ tranh luận đó thì thưa quý vị, trong tiếng Việt của mình chữ tranh luận là như thế này. Nhiều khi trong một cái vụ, trong cái cuộc đàm thoại, trong một cái buổi pháp đàm, đem những cái pháp đó ra, vấn đề đó ra, thì nhiều người sẽ có ý kiến và tranh luận cho đến khi mà ngã lẽ nên lấy cái ý nghĩa nào. Thì cái sự tranh luận đó nó không đến nỗi nó tàn khốc, chỉ là tranh luận bằng lời thôi. Nhưng mà đằng này chúng ta thấy cái tình huống của các vị tỳ kheo Sipo Sambi ở này không phải là tranh luận nữa, mà nó là cái sự xung đột. Cái sự xung đột, cái sự xung đột này là cái chữ Phandana. Cho nên ở đây mới nói là cái chữ Phandana là chữ Vipada. Cái sự xung đột đó xài cái nghĩa rộng lắm thưa quý vị. Do đó cho nên trong cái phần Việt văn á, thì chúng tôi dịch lại là nhóm kia không nhận thức, chúng ta hãy kiềm chế. Ai ý ấy xung đột được lắng êm. Khi mà xui đó, thì cái con vali này chúng ta phải chuyển văn lại là ethat chapare mayang yama ma seti na vichan nanti. Ở đây những người cái nhóm kia không có nhận thức rằng chúng ta hãy kiềm chế. Dê chả tát thá quý chai nàn tí. Và những ai ý thức được điều đó, ta tô mê tha ga saman tí, nhờ vậy mà xung đột được lắng êm, được lắng yên, được lắng yên. Cho nên chuyển qua văn xuôi thì chúng ta thấy cái mạch văn rất là rõ ràng. Khi chúng ta học Pali chúng ta biết dịch. Và bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái ý nghĩa ở trong cái bài kệ này nè, thì ở đây trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái cuộc xung đột mà đã khởi lên từ cái chuyện bé mà xé ra to đó, để làm cho nó đổ vỡ, nó tổn thất, và thậm chí có khi đi đến chỗ tù tội hay là
tử vong là chính do con người khi có sự xung đột nhỏ mà họ không có kiềm chế được bản thân, và khi không có kiềm chế thì đến cái sự xung đột lớn. Có những cái câu chuyện thương tâm ở Việt Nam đó, có lẽ là vào cái tiết trời nóng cho nên con người dễ đổ quạo. Khi mà đi đến cái ngã ba ngư gặp đèn đỏ giao thông, xe dừng lại, và xe trước dừng lại, sau họ chờ tới, họ lỡ còn quẹt ở sau đuôi những cái thôi, sau đuôi xe một chút, thì người ở trước tự nhiên họ nổi nóng lên. Và khi họ nổi nóng lên, họ xây, họ quay lại, họ chửi mắng cái người ở phía sau với một cái thái độ khiếm nhã. Cái người ở phía sau khi mà họ lỡ cò quẹt thì họ cũng biết, họ im lặng. Nhưng mà khi thấy anh chàng kia, anh quay mặt lại, anh chửi mắng, anh sừng sộ, thì anh chàng ở phía sau anh cũng không tự ái, anh cũng chịu không nổi. Thế là anh đánh liều là anh chửi lại. Và chỉ trường chửi lại như vậy thì như, giống như là lửa mà có dầu được thêm vào, thêm dầu vào lửa, thế là nó bùng cháy, nó xung đột. Họ bắt đầu hết mắng chửi rồi họ đánh đấm với nhau, cho đến khi mà cảnh sát giao thông họ đến, họ bắt cả hai về đồn nữa để sự xử phạt cái tội mà gây rối giữa đường. Lúc đó không biết là anh chàng này anh suy nghĩ như thế nào. Cái đó là chuyện thường thôi thưa quý vị. Còn những chuyện khác có khi xung đột như vậy đó, thì anh chàng kia nổi nóng, anh cầm một cái dao hay là cầm một cái thanh sắt mà đập chết anh chàng này, để rồi một người thì bị chết, còn người thì bị đi vào tù. Chúng ta thấy những cái sự kiện đó. Chính vì vậy mà ở trong đời sống của chúng ta là phải biết kiềm chế. Và ở đây đó, người Phật tử chúng ta tu tập chúng ta có nhiều cách để chúng ta kiềm chế. Trước hết là chúng ta suy nghĩ đến cái chết. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến cái chết để chúng ta tự kiềm chế được. Chúng ta suy nghĩ sự chết sẽ đến với mình, bởi mạng sống có sự chết là kết thúc. Maranatthamam hi maranangaditito, ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Sabbe satta merisati maranantam jivitam, mạng sống này có sự chết là kết thúc. Nếu mà chúng ta thường suy nghĩ như vậy đó, để thưa quý vị, một khi mà sân tâm là nguyên nhân sân xung đột nó khởi lên, thì lúc đó chúng ta kịp thời chúng ta kiềm chế được, không để cho sân tâm nó khởi lên
nó bộc phát mạnh mẽ. Tại vì chúng ta nghĩ đến cái chết, nó sẽ đến, chắc chắn nó sẽ đến. Đó là cách thứ nhất để chúng ta kiềm chế được bản thân mình. Hoặc là chúng ta suy nghĩ về sự tác hại do xung đột đem đến, như là làm tổn thương nhau, sát phạt nhau. Chúng ta suy nghĩ cái sự xung đột này, nếu mà không khéo, không làm cho lắng yên được, sự xung đột này nó diễn ra, nó sẽ đem đến cái sự thù hận, quan trái trả thù với nhau, sẽ làm tổn thương hay là sát phạt nhau, giết hại nhau. Như những cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể, chuyện thật có thật đấy thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta, cái sự tác hại của sự xung đột, mình đang còn sống như thế này mà mình không kềm chế được, mình để cho sự xung đột nó diễn ra, có thể là vừa xung đột xong là đối phương nó nổi giận, là nó giết chết mình. Thì như vậy tự mình làm cho đời sống mình trở nên ngắn ngủi, bởi vì mình đã bị hại. Hay là mình xung đột, mình giết hại người ta, tự nhiên công mình phải mắc tù tội rất là oan uổng. Chúng ta ngồi ở trong, một người ở tù ngồi ở trong ngục mà ngồi xé lịch đó, thưa quý vị, thì nó đâu có vui vẻ, đâu có hạnh phúc gì. Cho nên chúng ta nghĩ đến chỗ đó mà chúng ta phải biết tự kiềm chế bản thân. Hoặc là chúng ta suy nghĩ đến sự tổn thất do xung đột đem lại, như là khi chúng ta nghĩ rằng bình thường cái tâm của mình đang thoải mái, đang vô tư lự, sống vui vẻ, mà tự nhiên mình gây gổ với hàng xóm, hay là gây gổ xung đột ở trong nhà, cái làm cho mình mất cái sự an vui, mình không còn vô, không còn thoải mái nữa. Đó là chúng ta suy sụp tinh thần. Hoặc là khi xung đột, hai bên đôi co cãi vã với nhau, sẽ làm mất cái thời gian quý báu. Chúng ta cần phải có nhiều thời gian để chúng ta làm những việc hữu ích khác. Ở không đối ngày, chúng ta cứ chửi lộn với nhau, đánh đập với nhau, làm như vậy nó sẽ mất nhiều thời gian, bỏ cái công ăn chuyện làm. Rồi thêm một cái nữa là chúng ta có một cái tổn thất, tức là khiến cho rạn nứt cái tình giao hảo. Chúng ta thấy rõ ràng là trước khi xảy ra cái vụ kiện xung đột, thì dù cho đệ tử bị luật sư hay là đệ tử bị pháp sư sống chung nhau trong chùa, thì đều là hàng xóm, hàng tỳ kheo với nhau, là tăng chúng với nhau, sống giao hảo với nhau rất tốt. Nhưng mà từ khi có cái sự xung đột đó rồi, thì bắt đầu chia phe, rẽ phái, làm cho cái tình giao hảo nó bị mất đi. Chúng ta còn có nhiều cách suy nghĩ khác để chúng ta khiến cho không khởi lên cái sự xung đột, hoặc là sự xung đột vừa nhen nhóm thì chúng ta dập tắt. Mà khi chúng ta đã dập tắt được cái sự xung đột đó ngay từ lúc mà nó mới nhen nhóm, thì chúng ta sẽ được nhiều cái sự lợi lạc, cái sự an vui. Cho nên ở đây đó, Đức Phật lại dạy
là chúng ta phải luôn luôn có cái sự ý thức rằng Majjhimettha và Mamasse, tại đây chúng ta hãy kiềm chế, chúng ta hãy kiềm chế. Nhiều khi đó chúng ta thấy hai người đang có cái sự xung đột với nhau, mình đứng khách quan thì mình sáng suốt, mình đến mình khuyên nhắc thôi. Hai bạn hãy mỗi người nhịn chút đi, vâng vâng, chúng ta khuyên ngăn người khác được. Nhưng mà tới phiên mình thì cái sự xung đột xảy ra đó giữa mình và người khác là chúng ta không có kiềm chế được, chúng ta không có kiềm chế được. Cho nên dạy người khác thì dễ, nhưng mà dạy chính bản thân mình khó. Và do đó chúng ta phải nhớ rằng cái sự xung đột mà được lắng yên là nhờ mỗi một người, mỗi một bên có cái sự kiềm chế. Và cái sự kiềm chế này không phải là chúng ta yếu hèn, mà cái những ai sống và biết kiềm chế được chính bản thân mình, người đó mới thật sự là một người dũng mãnh, là một người có cái tâm mạnh mẽ. Chỉ có bậc trí, cái tâm mạnh mẽ mới có thể kiềm chế được trước những nghịch cảnh, trước những lời phỉ báng mà không có phản ứng. Tôn giả Sariputta Sakya, quý vị, ngài đi khất thực, có một ông Bà La Môn, ông đi rình ở phía sau lưng, ông đi theo, ông cầm tay ông đấm cho ngài một đấm ở sau lưng. Mà tôn giả Sariputta ngài cũng thản nhiên ngài đi. Những người ở xung quanh thấy cái hành động của vị Bà La Môn này, của ông Bà La Môn này, họ phẫn nộ. Khi mà tôn giả Sariputta vừa bước đi khỏi vài bước thì họ xúm lại, họ vây quanh ông Bà La Môn đó, họ đứng Bà La Môn đó và họ định là đánh đập Bà La Môn đó. Tại sao mà tự nhiên không, người ta không có trọc ghẹo gì ông mà ông đánh người ta như vậy, đánh ngài như vậy? Lúc đó nghe tiếng ồn ào thì tôn giả tán ngài mới xoay lại, ngài mới trở lui, ngài hỏi các ông đang làm gì đó. Thì họ nói bạch ngài, chúng con cảm thấy bực bội khó chịu khi mà Bà La Môn này vô duyên vô cớ đánh ngài. Thì tôn giả Sa Lợi Phất ngài nói, ông Bà La Môn này đánh ta hay là đánh các ông? Nói về đánh ngài. Nói ngài nói rằng nếu đánh ta thì ta không có phản ứng, thôi ta ông đừng phản ứng chi. Rồi ngài mới nhắc nhở một vài điều để cho họ giải tán. Sau đó Bà La Môn này cũng hối hận, thấy cái thái độ của ngài quả thật là bậc dũng mãnh, ngài biết tự kiềm chế bản thân. Mà cái điều này khổ nói bởi vì ngài là vị A La Hán, cho nên đương nhiên là cái sự kiềm chế đó thì đối với vị A La Hán là luôn luôn có. Cho nên là chúng ta phải học theo cái cách của tôn giả Sariputta, và cùng một số vị A La Hán cũng vậy, gặp những cái trường hợp đó là các ngài biết kiềm chế bản thân hết. Từ xưa đến nay chỉ có bậc thánh nhân hay là chỉ có người trí có cái tâm mạnh mẽ thì các vị mới có thể kiềm chế được bản thân trước nghịch cảnh,
Còn cái kẻ tâm hồn yếu đuối, họ gặp cái gì trái ý nghịch lòng thì họ sừng sổ lên, đỏ mặt tía tai, xăng tay áo, sắp tới. Thấy họ làm hùng hổ như vậy, nhưng mà thật sự họ là người yếu kém về tinh thần. Cho nên ở đây những cái bài học pháp cú đại loại như thế này sẽ là những kinh nghiệm sống cho chúng ta. Vì ở trong cuộc sống, nếu mà chúng ta không biết cách sống, chúng ta chỉ sơ sẩy một chút thôi là đem lại cho chúng ta cái sự ân hận suốt đời. Và do đó chúng ta học những Phật ngôn mà Đức Phật này dạy, chúng ta cần phải nhớ để chúng ta thực hành. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ý nghĩa của bài kệ Pháp Cú số 6 ở trong cái phẩm Sông Đối. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin cùng thỉnh Hòa Thượng Chất Đẳng Quan Hỷ chia sẻ thêm với hậu chúng trong lớp học về ý nghĩa của bài học này. Chúc quý vị Phật tử chúng ta luôn được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Xin cung kính Hòa Thượng. Sau tôi kính thưa Hòa Thượng Từ Siêu với pháp thoại vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, thật ra thông thường thì pháp thoại thì sẽ có một ít chia sẻ thêm của người giảng của Hòa Thượng. Nhưng mà hôm nay thì muốn hỏi Hòa Thượng một điều, đó là chúng ta có 6 cái dị bản khác nhau về cái chuyện, về cái bản dịch của cụ kinh Pháp Cú này, và cái ý nghĩa thì rất là khác nhau, khác đến mức độ rất là nghiêm trọng. Và không biết là Hòa Thượng có rảnh thì giờ để chúng ta cùng thảo luận về những di bản này không, bởi vì nó sẽ rất là lợi ích cho người học. Nếu mà gặp bản này, mặc dù cái cụ kinh Pháp Cú này không phải là một câu kinh mà đi sâu vào cái giáo nghĩa, nhưng mà trên phương diện ngữ nghĩa đó thì nó khác biệt với nhau nhiều lắm, rất nhiều. Thì không biết Hòa Thượng có thể cùng ở lại để có vài chia sẻ không? Dạ, trước khi kính Hòa Thượng Từ Siêu thì cũng xin thưa với quý Phật tử đó, để quý vị có thể hiểu được ý nghĩa của 6 cái dị bản này. Ở đây đó thì quý vị đã nghe Hòa Thượng Từ Siêu nói về một cái một chữ thôi. Dạ, một chữ ở trong cái bản kinh Pháp Cú này, và cái chữ này đó nó tạo nên sự khác biệt rất là nhiều. Đó là chữ Yamamase. Yamamase tức là hãy từ chế. Nó có chữ Mayan thì vậy là chúng ta hãy từ chế. Và Yamamase cũng có nghĩa là bị diệt. Thì thứ gì, trước nhất là chúng ta nên có hai cái khái niệm. Hai cái khái niệm, một đó là theo một số các bản dịch, và kể cả bản dịch tiếng Anh, ở trong đó có cả hai
vị học giả mà được xem như nổi tiếng về Phật học và kể cả Bali luôn đó. Đó là ngày Buddharakita và ngày Narada. Thì cả hai vị đều chọn cái ý nghĩa của cái gọi là tự hủy hay là hủy diệt hơn là kiềm chế. Yeah. Ý chúng ta nói như vậy là đôi khi chúng ta hiểu câu này theo một cách là những người tranh chấp không hiểu bao biết rằng chúng ta sẽ bị hủy diệt hay là chúng ta sẽ bị bại vong vì sự tranh chấp này. Đó là một ý nghĩa, quý vị thấy không? Một ý nghĩa khác đó nói rằng những người mà tranh chấp thì không hiểu rằng cuối cùng tất cả chúng ta bị chết. Khi chúng ta chết rồi, cuộc đời nó vô nghĩa hết. Quý vị thấy hai ý này thì nghĩa này rất là khác biệt. Một cái mà suy nghĩ rằng rồi chúng ta sẽ chết, mà nhiều bản dịch dịch cái này và có bản dịch là rồi chúng ta sẽ chết. Chúng tôi tạm dịch như vậy. Chúng ta khoan nói tới văn phạm mà chúng ta chỉ nói rằng khi mà mình nghĩ rằng mình sống rốt cuộc rồi mình chết, tranh chấp nhau làm gì, đó là một ý nghĩa nha. Mà chúng tôi nói là có hai bản dịch, dùng bản dịch này, dùng ý nghĩa này. Và cũng có bản dịch dịch là nếu chúng ta tranh chấp nhau thì chỉ dẫn đến chỗ tự hủy thôi. Và một trong những gì đó là Max Muller, ông là một vị giáo sư về Bali và Sanskrit ấy. Thì ông đã trích một cái câu tương tự như vậy trong Mahabharata, một cái cổ thi của Ấn Độ đó. Thì đại khái ông nói rằng cái câu này nó tương tự như là một cái câu trong cổ thi mà nó có ý nghĩa giống như là hai bên đánh nhau thì chỉ dẫn đến chủ hủy diệt, giống như chúng ta có câu nói là bạn dục tương tranh ngư dân đắc lợi, tức là con nghêu với cò tranh nhau đó thì cái người đắc lợi là ngư ông thôi. Tức là đại khái hai bên không có ý thức được rằng cái sự tranh chấp chỉ cùng dẫn nhau đến tiêu diệt. Cái ý nghĩa hoàn toàn khác với cái ý nghĩa rằng hai bên không hiểu ý nhau là rốt cuộc rồi chúng ta sẽ chết. Quý vị phải thấy điều đó. Và cái chữ mà chữ pare là chỉ cho người khác, người kia đó, thì theo bản dịch của Max Muller và của ông bà Rick Leavitt thì ông cho rằng cái chữ pare thay dịch là người khác á. Cái chữ pare ở đây không nên hiểu là người khác, cái người chữ pare ở đây nên hiểu là người của phe này phái kia, tức là hai nhóm đánh nhau, ba nhóm đánh nhau thì chữ pare đó để chỉ cho cái người của các phe phái. Và người các phe phái không hiểu được rằng và khi mà mình tức là mình sẽ bị bại, mình bị hủy diệt, mình bị thiệt hại trình tranh chấp này. Và cũng có một bản dịch khác như là quý vị nghe Hòa Thượng Thiện Sư hôm nay đó, dịch là cái chữ tự kiềm chế. Và người kia không ý thức rằng và chúng ta phải tự kiềm chế, nếu mình hiểu được điều đó thì cái sự xung đột tự nhiên tiêu. Thì ở đây Hòa Thượng Thiện Sư giảng lên là chư tỳ kheo ở Koh Samui đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi một góc đó, thì Đức Phật nói pare ngày chỉ cho các vị tỳ kheo đó. Và rồi thưa quý vị, có bản dịch rất là lý thú của ngài Thanissaro, cũng là một dịch giả rất là nổi tiếng đó. Thì ngài dịch là, để quý vị chờ chúng tôi một chút. Ngài dịch là như vậy là những người kia, dạ, những người phe phái không nhận ta đang đi đến chỗ không. Và với ai hiểu được điều này đó thì cái sự xung đột không còn ý nghĩa gì đó, sự xung đột sẽ tan biến. Dạ, sự xung đột sẽ tan biến. Hay là sự tranh luận sẽ cái sự tranh chấp sẽ tan biến. Cái câu online: those who don't realize that we are on the verge of perishing, those who do, yeah, those who do, their quarrels are stilled. Thì thưa quý vị,
Hòa Thượng Tuệ Siêu chọn cái chữ là tự kiềm chế hay là tự chế, và cũng có hai bản chọn cái chữ tự chế như vậy. Thì chúng tôi thưa quý vị là không phải chữ tự chế này, cái chữ mà chúng tôi có đề cập, cái chữ Yamamase đó, là nó mang cái ý nghĩa là tự chế, mà có ý nghĩa là diệt vong hay là thảm bại, dạ, chữ bại vong hay là tự chế, một trong hai chữ đó. Mà cái chữ Pare and Mayang á, cái chữ Mayang ở đây tức là nói trong cái hoặc kép, đó là cái ý nghĩ. Pare ở đây không có chỗ dịch là người, có thể dịch là những người thuộc cái phe phái tranh chấp á, dạ, Pare phe phái tranh chấp. Thì câu đầu đối với một số bản dịch đó, thì nói cho một thành phần là không ý thức, là vô ý thức. Hai câu sau á, hai câu đầu nói thành phần vô ý thức, hai câu sau nói phần có ý thức, thành ra có bản dịch này, Thanissaro. Nếu mà chúng tôi post những câu này lên cho quý vị á, thì quý vị sẽ thấy rằng những có rất nhiều bản dịch ở đây, tới 9 bản dịch chứ không phải là 6 như chúng tôi vừa nói khi nãy. Và trong câu chữ Hán là bỉ nhân bất liễu ngộ, ngã đẳng tướng hủy diệt, nhược bỉ đẳng như thử, tắc tranh luận tự tức. Thì trong bản chữ Hán á, thì cũng dùng cái ý nghĩa sự hủy diệt, dạ, sự hủy diệt, thay vì nói rằng tự chế. Và pháp sư Liệu, bản pháp sư Liễu Kham, dạ, và bản của chữ Nhật, bản chữ Nhật đại tạng Nam truyền á, đều dùng cái chữ hủy diệt để giải thích cho chữ Yamamase. Thì thưa quý vị, chúng tôi phải nói quý vị nghe là thật ra đó, rất hiếm có những câu kinh mà một câu kinh không có đào sâu vào giáo nghĩa mà nó lại tạo nên nhiều dị bản như bài kinh Pháp Cú này. Dạ, đây là một bài kinh Pháp Cú rất là khó dịch. Chúng tôi nói phải nói một điều là nếu chúng ta nhìn vào những cái những học giả như ngài Narada, như là ngài Buddharakita, tức là các ngài gọi là ông tổ của người Bali đó, và nói vào Max Muller hay là Rich David là cũng dịch giả nổi tiếng, hay là bộ Đại Tạng Nam Truyền, hay là bản Pháp Sư Liễu Kham, thì những vị này đều là những vị mà có chúng tôi từng cân nhắc. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những bản đó đều hoàn toàn khác nhau. Dạ, nếu mà chúng tôi post lên đó, quý vị sẽ không bao giờ tưởng được sẽ không thể tưởng được một câu mà mang ý nghĩa. Và dĩ nhiên nó khác như một trời một vực. Ví dụ như chúng ta nói rằng không có ý thức rằng chúng ta hai bên, những bên tranh chấp không ý thức rằng chúng ta sẽ dẫn đến bại vong do sự tranh chấp này, thì câu nói đó nó tương tự như là người ta nói rằng trong chiến tranh không có cả thắng, mà trong chiến tranh là luôn luôn có đau thương đổ vỡ, cho dù cuộc chiến tranh tại Ukraine chẳng hạn. Đó là một ý nghĩa rất là quan trọng. Hay là một người khác có cái nhìn tổng quan hơn về nhân, có cái nhìn nhân sinh quan khác hơn, là rồi tất cả chúng ta chết, tại sao phải tranh chấp làm gì. Câu đó mang ý nghĩa khác như quý vị, khác hơn là cái chuyện mà chúng ta nói rằng rồi mỗi bên sẽ rồi cái cuộc chiến tranh sẽ dẫn đến chỗ tranh chấp. Nó khác với câu mà rồi chúng ta cũng sẽ chết, tại sao chúng ta phải tranh chấp làm gì, quý vị thấy không. Và riêng về cái mạch văn á, thì hai câu trên hai câu dưới đó có vẫn giải thích như là một cách biết theo bì ngẫu, tức là nó đối xứng với nhau. Nó đối xứng ở độ điểm là ở trên là người có ý thức, và ở dưới là thành phần ở trên là không ý thức, ở dưới thành người có ý thức, đối xứng với nhau. Thì phải nhận là lâu lâu mà gặp hồi bệnh kinh như viện nhất đầu chứ. Thành ra quý vị Phật tử thấy rằng trong cái bản của Hòa Thượng Tuệ Siêu đó, thì Hòa Thượng cũng có nêu lên. Nhưng mà sau khi mà chúng ta so là bản chữ Anh, bản chữ Hán, bản chữ Anh thật ra trong cái Pháp Cú tới 15 bản dịch, chúng tôi chỉ lấy có 5 bản thôi, và chúng tôi lấy thêm 2 bản chữ Hán nữa. Thì quả thực đó là vấn đề đau đầu. Thì bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu, theo Hòa Thượng Tuệ Siêu nghĩ đó, thứ nhất là cái chữ Pare là chữ người khác ở đây đó, nó có hẳn chỉ là những cái người thuộc các phe phái. Dạ, chữ Pare đôi khi chúng ta nói là những người bên kia, hay là những người thuộc phe này phe kia, thì hiểu như vậy thì xin Hòa Thượng cho biết. Nam mô Bụt Thầy.
kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thực ra thì khi mà trình bày giảng giải về Phật ngôn, cái tiêu chí của chúng tôi là làm sao để cho mọi người biết và tu tập. Cho nên chúng tôi không có cần phải dẫn chứng quá nhiều ở chỗ này chỗ kia, làm cho Phật tử hoang mang không biết cuối cùng thì cái câu Phật ngôn này phải hiểu như thế nào. Bởi vì chính người mời ý, thế là chúng ta phải bỏ ngỏ cái câu Phật ngôn này, là chúng ta không có làm theo được, không có hành theo được. Nhưng mà nếu Hòa Thượng Giác Đẳng đã có nhảy thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cái quan điểm của mình thôi, chứ chúng tôi không đấu theo cái quan điểm của các vị khác. Và chúng tôi cũng không có chấp nhận, cũng không có bác bỏ. Ai gặp cái câu đó ở đâu thì cứ theo đó mà thực hành. Nhưng mà bây giờ trước hết á, thì cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng là cái chữ Pare ở trong cái bài kệ đó. Theo chúng tôi nghĩ đó, thì cũng không phải là cái vấn đề rắc rối khó, nhưng mà tại vì cái ngữ cảnh lúc mà các tỳ kheo Kosambi, những người thì đương nhiên các tỳ kheo Kosambi là đi đến hai nhóm phe phái sống xung đột đó, hai phe xung đột cùng có mặt. Và khi họ đến thì họ được sắp đặt không có ngồi trà trộn chung với Chư Tăng, bởi đang là những người có lỗi lầm. Do đó cho nên họ được sắp đặt ngồi riêng một góc, một phía. Khi mà các cư sĩ họ đến, các cư sĩ sau thi họ đến, họ hỏi đâu là những vị tỳ kheo sống xung đột, những vị tỳ kheo sống xung đột là những vị nào, thì lúc đó người ta sẽ chỉ ở cái nhóm đó, cái nhóm kia kìa. Và nhân đó mà Đức Thế Tôn ngài, khi ngài nói lên cái bài kệ là mới dùng chữ Pari là để chỉ cho cái nhóm kia. Cái nhóm kia là nhóm đang ngồi đó đó, chứ không phải là chung hết tất cả mọi người đang có mặt. Bởi vì mọi người đang có mặt trong đó có các vị tỳ kheo ở tại Sawatthi Chetavana, thì các vị đó có chia rẽ đâu, các vị có xung đột đâu, mà chỉ là cái nhóm đó mới chia rẽ xung đột. Cho nên là mới dùng cái chữ Pare là để chỉ cho cái nhóm đó. Thì đó là cái cách giải thích, nhưng mà cái cách giải thích này thì cũng có ở trong một số sách, nhưng mà chúng tôi vì không thấy nó có quan trọng gì cho nên chúng tôi không có cần phải viết lên cái xuất xứ hay là dẫn chứng dài dòng, nó làm cho loãng cái nội dung của cái bài kệ đi. Chắc có lẽ là
sẽ còn một cái câu hỏi khác liên quan đến chữ Yamamase. Cho nên ở đây chúng tôi dừng lại khi mà trả lời về cái chữ Pare, chứ không có nói thêm cái chữ Yamamase. Bây giờ xin không thỉnh và tự giác đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tổ sư, ở đây cái chữ Yamamase và Hòa Thượng thì chúng ta có ba cái ý nghĩa. Và phải nói rằng ba ý nghĩa này nó lại đều là trọng điểm của bài kệ này, và ba ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Dạ. Thí dụ như chúng ta nói rằng những người khác, những người kia không có ý thức được rằng chúng ta cần tự chế, chúng ta cần phải tự chế, nó là một ý nghĩa hoàn toàn khác. Và nói rằng những người kia không có ý thức rằng rồi chúng ta cũng sẽ chết, nó là một ý nghĩa khác. Và những người kia không ý thức rằng ở trong cái cuộc tranh luận này đó, ở trong sự tranh chấp này đó, thì chúng ta sẽ bị bại vong, thì nó mang ý nghĩa khác. Thì cái câu mà là, nếu chúng ta không tự chế đó, dạ, chúng ta hãy tự chế, ở đây chúng ta nên tự chế đó, thì thật ra về phương diện ngữ pháp đó, thì nó có vẻ hợp lý, nhưng mà nó có quá yếu không so với hai cái ý nghĩa là ở đây chúng ta sẽ bị bại vong, hay là chúng ta ở đây chỉ cho hai bên, dạ, chỉ cho ba bốn bên, những bên tranh chấp đó, chữ Ma Văn ở đây chỉ ba bốn chấp hơn là chữ Ma Văn ở đây đó, là chỉ cho một ai khác mà chỉ có chuyện tranh chấp. Thì mình khỏi thì trong ba ý nghĩa là cuộc đời mình cuối cùng chỉ chấm dứt bằng cái chết, nên không, mình tranh luận làm gì. Và cái thứ hai là sự tranh luận, cái tranh chấp chỉ dẫn đến chỗ bại vong thôi. Và cái thứ ba là chúng ta nên tự chế. Thì trên phương diện mà cái ngữ cảnh và cái nhìn đó, thì Hòa Thượng nghĩ rằng cái ý nghĩa nào mà thật sự nó mang ý nghĩa hơn. Tại vì thật ra cái chữ tự chế nó có, nhưng mà nếu chúng ta nên tự chế thì có nghe nó yếu quá không? Xin kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Mặc dù điều này Hòa Thượng đã có ghi trong bản dịch rồi, thì xin thỉnh Hòa Thượng. Trước hết thì xác định lại ở nghĩa là kiềm chế, không phải tự chế. Không phải là tự chế mà xài cái nghĩa kiềm chế. Tại sao chúng tôi xài cái nghĩa kiềm chế? Là bởi vì chữ Yamamase đó, cái động, cái ngữ căn của nó là chữ Yama hay chữ Yam. Mà chữ Yama ở đây nó có nhiều nghĩa, và ở trong đó nó có một nghĩa mà xài chung với một cái tiếp đầu ngữ Sang, gọi là Sang Yama, Sang Yama, Dhamma Sang Yama. Chữ Sang Yama hay chữ Sang Yama có nghĩa là cái sự kiềm chế hay là chế ngự. Bởi vì bình thường là mình phải biết tự giáo hóa chính mình, tự hóa bản thân, tự điều phục bản thân mình, gọi là Dhamma, Dhammati, Dhammeti. Còn khi mà tham sân si đó sinh khởi thì lúc đó là mình phải biết chế ngự bản thân mình, phải biết chế ngự. Cho nên cái chữ giám mát ở đây chúng tôi chuộng lấy cái ý nghĩa chữ chế ngự hay là kềm chế là hay hơn. Lại nữa, nếu mà dịch rằng là chúng ta sẽ bị diệt, chúng ta sẽ bị diệt, thì chúng ta giải thích như thế nào cái chữ Yamamase xài cái hình thức mệnh lệnh cách của thể loại Atanupada? Chúng ta không thể giải thích được. Không lẽ Đức Thế Tôn ngài xài cái ngữ pháp đó, ngài cái mệnh lệnh cách đi phát tí đó, rồi bây giờ chúng ta dịch cái nghĩa động, cái nghĩa thụ động là bị diệt vong hay sao? Thì ngài là Đức Thế Tôn rành ngữ pháp hay sao? Cho nên khi ngài xài chữ mệnh lệnh cách, buộc lòng là chúng ta phải dịch nghĩa là Ma Văn chúng ta
Yamabase, hãy kiềm chế, chúng ta hãy kiềm chế. Thì như vậy là nó hợp với ngữ pháp hơn, nó hợp với ngữ pháp hơn là theo chúng ta, nó hợp với ngữ pháp hơn là xài chữ bị diệt hay là bị thất bại, bị gì gì đó. Nhưng mà chúng tôi xài cái tiếng gọi là chúng ta may dân Yamabase, hãy kiềm chế. Ý nghĩa đó là nó sẽ bao quát hơn là ý nghĩa của mấy vị dịch. Chúng tôi nói thẳng như vậy. Là tại sao vậy? Bởi mấy vị dịch, mấy vị chỉ chết có một nghĩa là muốn cho cái cuộc tranh luận được lắng êm, thì hãy suy nghĩ chúng ta sẽ bị diệt vong. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi xài tới ba nghĩa. Tại sao xài ba nghĩa? Là bởi vì chúng ta hãy kiềm chế, tức là tự nhận lòng là chúng ta hãy kiềm chế. Mà kiềm chế là cách nào? Là kiềm chế được bản thân là do suy nghĩ cái chết sẽ đến với mình. Thứ hai là kiềm chế được bản thân là do suy nghĩ về tai hại do xung đột đem đến, như là gây tổn thương, sát phạt với nhau. Nhưng cái điều này đó là trong các bản dịch không có nói tới. Cái thứ ba đó, chúng ta kiềm chế được bản thân là vì chúng ta suy nghĩ rằng sự tổn thất do xung đột đem lại như là làm cho suy sụp tinh thần. Bởi vì khi mình xung đột thì tâm của mình có an vui đâu. Là mất thời gian quý báu. Là khi mình xung đột như vậy mình đâu có đâu mà ngồi đó mà thăm thiền, mà tụng kinh, hay là con kinh sách, lo mà tranh luận, lo mà cãi vã với nhau thôi. Và cái thứ ba nữa là cái sự tổn thất đó là khiến cho khi mà xung đột thì nó rạn nứt cái tình giao hảo. Cho nên chúng tôi chỉ ưng xài cái chữ kềm chế hay hơn. Chúng tôi ưng xài cái chữ đó để chúng tôi mới lý giải được ba cái cách suy nghĩ để mà kềm chế. Còn những bản dịch khác thì khi mà dịch cái nghĩa đó rồi thì không thể nào mà nói cái ý nghĩa khác được. Mà sự thật thì khi cái sự xung đột xảy ra đó thì nó sẽ trở nên vô ích. Chúng ta bị ba cái sự tác hại này. Cho nên ở đây chúng ta xài cái nghĩa nào, miễn làm sao mà chúng ta có thể thành tựu được cái cứu cánh của cái bài kệ này, là khiến cho cái sự xung đột được lắng yên rồi. Tốt rồi, chúng ta suy nghĩ một cách nào cũng được. Thì bây giờ mỗi người thích một cái. Nhưng mà chúng tôi thì lại thích ở chỗ là mỗi lần có chuẩn bị có sự xung đột thì chúng tôi phải tự nhận lòng là mình hãy kiềm chế, luôn luôn là hãy kiềm chế. Khi mà vào trong cái cuộc hội nghị mà bắt đầu có cái sự cãi về cái vấn đề đó mà hai bên không ai thuyết phục với ai hết, thì lúc bây giờ mình phải tự dẫn lòng, ta hãy kiềm chế. Tức là ít nói một chút xíu, nói những khi nào cần thiết thôi. Thì như vậy trong mọi trường hợp,
là chúng ta xài trong cái nghĩa là chúng ta hãy kiềm chế, là chúng ta áp dụng trong mọi trường hợp. Còn khi mà bắt đầu đang có cái sự gây gổ với nhau, một chuyện gây gổ thông thường, lúc đó không phải lớn lao gì để mà chúng ta suy nghĩ chúng ta ta sẽ phải chết. Nếu mà dùng cái nghĩa là ta sẽ phải chết, hay chúng ta rồi bị diệt, chúng ta sẽ bị diệt, xài cái chữ bị diệt hay là sẽ bị diệt là chúng ta xài trong cái thì vị lai, nó thụ động thể, nó không còn là bởi lời cách của chữ giá ma ma si nữa. Chắc có lẽ là các vị cũng, nếu mà được Hòa Thượng Giác Đẳng xem giùm ở trong cái quyển từ điển Pali Text Society cái chữ Yamamase đó, để chúng ta lấy cái ngữ cách, chúng ta lấy cái mời lời cách ở trong đó. Còn nhiều khi ở trong cái bản chú giải đó, thưa quý vị, chúng ta xài được phần lớn là cái gì, nhưng mà có đôi lúc các đại giải trực tiếp chỉ một khía cạnh, nhưng mà ngữ pháp thì không có, không có xài. Chúng tôi rất tiếc trong cái câu chú giải này, khi mà giải thích chữ Yama Mase là Opa Ramama Nasama. Nasama là chúng ta bị diệt, đằng là chữ Nasama là thụ động thể, chúng ta xài chữ thụ động thể. Ở đây chúng ta xài cái chữ Sang Giác Ma Ma Xê. Như vậy ở đây chúng ta cũng có cái nghĩa, cũng có cái nghĩa trên quan sao đó, là chúng ta lấy cái nghĩa được Sang Giác Ma Ma Xê. Sang Giác Ma Ma Xê, và chúng ta nói khi nãy dân sang giấm ít từ sang giấm ít. Rồi giải ý nghĩa phần 2, giải ý nghĩa phần 2. Thôi thì chúng ta cứ việc xài theo cái nghĩa nào mà chúng ta cảm thấy thích nhất, chúng ta xài trong ý nghĩa nào chúng ta cảm thấy thích nhất, và dầu ý nghĩa nào đi nữa thì chúng ta nhớ chung quy một điều là cách nào để làm cho, để chúng ta ý thức, và cách nào để cho tránh xảy ra cái sự xung đột, xảy ra cái sự xung đột, chỉ vậy thôi. Thì chúng tôi có vài lời để chia sẻ với vị vị trong ý nghĩa này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng, hòa thượng Giác Đẳng cầm bích ạ. Dạ, dạ quý vị không còn nghe chúng tôi nói nữa hả? Dường như là cái thao thức của chúng tôi nó bị vấn đề gì đó. Khi chúng tôi nói một chút thì nó hiện lên cái bảng là mình bị red dot. Chắc là để chúng tôi coi lại. Dạ, chúng tôi đã coi lại. Không biết sao mà cái thao thức nó cái bị red dot trên cái nick của chúng tôi hoài như vậy. Chắc tỉnh mà thượng đệ siêu đi nghỉ. Dạ, tại vì chúng ta cũng đã thấy rằng có nhiều dị bản và bản nào phân đôi, thật ra bản nào đúng. Có nghĩa riêng của dạ, thí dụ như chúng ta nói rằng trước sau gì rồi mình cũng, tất cả chúng ta đều chết, vậy tranh chấp nhau làm gì, nó mang ý nghĩa khác. Hay là chúng ta nói rằng trong cái sự tranh chấp này, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến chủ hủy diệt, đó là một ý nghĩa khác. Và chúng ta nói rằng chúng ta nên ý thức là mình là người tu, mình phải biết kiềm chế, đó là một ý nghĩa khác. Mặc dù cả ba ý nghĩa đó thì cũng có chuyện gì sai với Phật pháp hết, ba ý nghĩa đó đều có được nói trong Phật pháp bằng cách này hay cách khác. Nhưng mà một cái khó khăn, và chúng tôi nói rằng ngay cả những cái vị mà rất là lão luyện về Pali, lớn lên trong nền văn hóa Pali, như ngài Buddharakshita là một người Ấn Độ, mà ngài cũng là khoa trưởng phương pháp Phật học ở New Delhi, và ngài Narada biết quý Đức Phật và Phật pháp, thì ngài dùng cái chữ hủy diệt. Nhưng mà trái lại cũng có những bản dịch dùng cái chữ là ta kiềm chế. Dạ, yeah, quý vị thấy không? Đôi khi khi mà mình học Phật pháp đó thì nó có những dị biệt, và cái cách mà chúng ta luôn luôn giải quyết là agree to disagree, là chúng ta đồng ý với nhau rằng có những cái dị biệt mà chúng ta không thể giải quyết hoàn toàn được. Và Max Müller cũng là một học giả rất là có uy tín trong thế giới Phật học về ngôn ngữ đó, thì ông lại tra cứu và ông nói rằng cái câu này nó giống như nó có cái phần tương đương với cái câu mà hai bên tranh nhau thì chỉ dẫn đến chủ diệt thôi. Dạ. Như là cái câu mà chúng ta nói là bạn dục tương tranh hay là tương trì đó, bạn dục tương tranh thì người nhân đắc lợi. Điều đó chúng ta cũng phải suy nghĩ. Dạ, chúng ta phải suy nghĩ. Đôi khi trong cái thành ngữ mà lâu đời đó, nó có cách nói khác mà chúng ta không thể giải thích trong ngữ pháp để giải thích cho văn phạm được. Dạ, nó văn phạm đôi khi nó khó. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nhân câu kinh Pháp Cú này chia sẻ thêm đôi điều với quý Phật tử, là ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái mà thường xảy ra đó là những cái tranh chấp về dị biệt. Dạ, tranh chấp về dị biệt. Chúng tôi làm trụ trì ở trong ngôi chùa đó, cái vấn đề trong ngôi chùa thường xảy ra không phải là nghèo. Vấn đề ở trong ngôi chùa xảy ra không phải là cái chuyện to lớn, mà thường là những vấn đề xảy ra trong chùa đó là do cái ý kiến, cái quan niệm khác biệt. Đấy, ví dụ như là người thì muốn đặt cái bình hoa chỗ này, người không biết đặt cho hoa chỗ kia, người thích mở đèn chỗ này, người thích mở đèn chỗ kia. Ở chùa chúng tôi có một Phật tử đó, thì vị Phật tử này rất là có thiện tâm để lo về đèn cho chùa, nhưng mà vị này thích cho mọi người nhìn thấy cái đèn. Và chúng tôi có nói là làm sao mà mình chỉ lại ngôi chùa đẹp vô, chỉ chùa Pháp Luân, chỉ chùa rất là lớn, không ai thấy hết, họ chỉ thấy đèn sáng trưng ở chung quanh chùa Pháp Luân. Nhưng mà các vị này thích như vậy, cái này là cái mà mình rất là khó giải thích. Có một lần chúng tôi lên trên West Virginia đó, nhập hạ ở đó 3 tháng, ở với ngài Pante Gunaratana, thì chúng tôi cứ gặp một vị nữ tu, một vị tu nữ, mà cô này là người
Scotland, tức là người tu Cách Lan qua tu tập. Thì thưa quý vị, suốt ở trong thời gian một tháng đầu ở đó, thì chúng tôi thấy cô thường xin nhỏ lẻ lao và đồng thời hay đi rửa cái bình bát của ngài Gunasatana. Nhưng mà tới tháng thứ hai đó, thì lúc đó ngài Gunasatana có yêu cầu chúng tôi giúp sửa lại một số trong cái bản kinh tụng bằng tiếng Anh về phương diện kỹ thuật cũng giống như là góp ý kiến đó. Thì chúng tôi gặp một cái câu tương đối là hơi khó về tiếng Anh. Thật ra chúng tôi thấy cô là người tu Cách Lan, thật ra chúng tôi mới hỏi. Thì là điều mà chúng tôi đặc biệt rất là ngạc nhiên. Và rất là ngạc nhiên là cô lại là một người có cái kiến thức Phật Pháp rất là sâu rộng. Nhưng mà thường thì ở cô im lặng thôi. Ở gần thì cô chỉ im lặng, thành ra mình không biết thấy cô chỉ rời chén. Thì sau đó chúng tôi mới hỏi cô là, cô cho phép hỏi một câu, tại sao cô có bằng tiến sĩ và học nghiên cứu ở đại học Cambridge lâu như vậy về Phật học, mà cô vào hành thiền cô không nghe cô có ý kiến gì trong các buổi pháp thoại hết. Thì cô mới cười và cô nói với chúng tôi rằng, thấy sư là người rất thân thiện, sư là người Việt Nam rất thân thiện, thành ra mới chia sẻ với sư một cái bí quyết trong đời sống tu á, là người đi tu, đặc biệt là người nữ đó, càng ít ý kiến thì càng người đời sống càng an lạc. Mà cô đó, cô đã trải qua 6 cái tu viện rồi. Những cái tu viện nào mà những cô mà càng có nhiều ý kiến thì mấy cô đó sớm buồn diễn gặp rắc rối rồi. Thành ra cô nói cô đi đâu á, cô thường giữ im lặng. Tức là, và cô nói thêm nữa là thà người ta cần mình hơn là để người ta chống lại mình. Tại vì mình có ý kiến thế nào cũng có người chống mình thôi. Chúng tôi nghe chuyện đó cũng hay. Và khi sau này chúng tôi làm việc cũng do hội thống nhất á, thì chúng tôi thấy có một chuyện như vậy là mình thì mình nghĩ rằng mình có cái ý kiến tích cực để đóng góp, nhưng mà cái ý kiến tích cực đó làm cho người khác cảm tưởng như là họ hay là họ bị đẩy ra bên ngoài. Thật ra chúng tôi ở chùa xưa nay chúng tôi có cái kinh nghiệm rằng những người nào muốn tu mà ở trong chùa bình yên lâu dài thì càng tự chế, càng ít nói, càng ít ý kiến thì ở lâu dài. Và khi nào ta cần ta hỏi mình thì mình trả lời thôi. Còn mình mà mình có nhiều ý kiến quá thì mình có vấn đề. Dạ. Nó cũng là cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Bởi vì các vị đệ tử thời Đức Phật á, đôi khi các vị không nhận ra kia mốt đỏ quý đạo phố cũ này các việc hay là cần thiết lắm mới nói, chứ không phải giống chúng ta cái gì có ý kiến. Thứ nhất là làm phiền lỗ tai người khác, và cái thứ hai nữa đó là nó tạo chúng ta vào cái thế là phải chống người này chống người kia, phải người ý người này người kia. Thành ra chứ vì A-la-hán thì mình nghe cũng kỳ, hồi nhỏ chúng tôi vào chùa đọc cô kinh đó, nói là sao mà giống giống gì chứ chung bể. Nhưng mà quả thật á là cái đời sống chúng ta càng yên lặng càng tốt. Cái đây khoảng chừng 5-6 năm có cái biến cố xảy ra đối với chùa Pháp Luân. Dạ, là có một ngôi chùa ở địa phương của Houston cũng là chùa Nam Tông, thì các vị khởi kiện một cái chuyện là kiểu cái lúc 3-4 năm. Thì chúng tôi mới nhớ lại những gì mà chúng tôi học ở trong kinh điển đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong những trường hợp như vậy đó, nó chẳng lợi ích gì cho đạo, cho đời, cho mình để mà có tranh chấp, có đố kỵ hay là có phản ứng gì hết. Và chúng tôi đã giữ sự im lặng. Im lặng cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng giữ sự im lặng. Và chúng tôi hoàn tin một điều rằng cái điều quan trọng là mình sống cho được an lạc. Điều quan trọng là mình sống không có phiền não, chứ không phải là mình hơn thua. Và cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn tin một điều là ở trong tất cả những cái chuyện lời qua tiếng lại đó, thì cái sự im lặng nó vẫn luôn luôn là tốt. Và mình im lặng thì mình không có gì hối hận hết. Mình im lặng thì tự nhiên là, dĩ nhiên là người ta đánh mình mà đưa lên người ta đánh hoài thì cũng mệt á. Nhưng mà nhiều lắm sao, nhiều lắm 2-3 năm, 3-4 năm họ không thể cả đời họ đánh mình hoài được.
Và rồi chúng ta thường phản ứng. Dạ, phản ứng cái gì phản ứng hết. Ngài Ajahn Chah, ngài hay nói là cái bệnh lớn của người tu mà thường dẫn cái người tu đi đến cái chỗ là tự mình gây khó khăn cho mình là có quá nhiều ý kiến và hay phản ứng. Cái chuyện gì về ý kiến hết. Khi mà người ta hỏi ngài về chứ, những người Tây Phương mà đến học đạo với ngài là học trò của ngài đó, thì thường là có những cái gì lợi và cái gì bất lợi. Thì ngài nói rằng cái bất lợi lớn nhất của người Tây Phương là họ over educated, họ học nhiều quá. Học nhiều quá. Thành cái gì về ý kiến, cái này đẹp, cái kia xấu, cái đúng sai phải quấy. Mà họ bây giờ sống một cách an lạc từ chính họ hết. Dạ. Và ngài nói rằng mất thời gian dài thì những người này mới có khả năng trở về với chính mình. Dạ. Là trong cuộc sống đó, mình nhớ một điều như vậy là mình có quá nhiều những cái tranh chấp hơn thua với người khác, dù rằng rất đúng, mình rất hợp lý đi nữa, nhưng mình sẽ phí thời gian, rất phí thời gian cuộc đời sống này. Chúng ta phải tự đặt một câu hỏi mỗi ngày rằng mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy đó, thì chúng ta sử dụng thời giờ thế nào là xứng đáng. Chúng ta thưa với quý Phật tử một điều rằng thà là chúng ta bỏ thời gian 1 giờ, 2 giờ đọc một lời dạy của Đức Phật, đọc một câu kinh, đọc bài kinh và có những bước đi nhẹ nhàng trong cuộc sống hơn là chạy ra ngoài tranh chấp. Chưa có bao giờ thời đại nào chúng tôi thấy như thời đại ngày hôm nay là cái sự chia rẽ phân hóa tại chính trị Mỹ. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nghe một điểm như vậy là người ta nghĩ rằng tôi là dân chủ, tôi là cộng hòa, tôi là cuồng trong, tôi là không, tôi là trống trong, vân vân. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Nước Mỹ sẽ suy yếu, sẽ suy yếu bởi tranh chấp, cũng như người Nga cũng vậy. Người Nga đó, họ luôn luôn, thật ra cái khối NATO chẳng động đậy tới họ hết. Khối NATO chỉ là khối tự bảo vệ Ukraine. Không, người Nga luôn luôn muốn, người Nga giống như người Trung Quốc là muốn lấy sức mạnh của mình đánh các nước nhỏ xung quanh mình, đánh chiếm chỗ này chút, chỗ kia chút vậy đó. Nhưng mà rồi quý vị sẽ sao? Cái thái độ của người Nga và thái độ người Trung Quốc á, rốt cuộc họ phải trả giá rất đắt. Tại vì sao vậy? Tại vì ở trong tâm tư của mình, nó có một cái ác niệm. Ác mình muốn hơn người khác, tranh chấp người khác, mà không lo chính mình. Chúng tôi nói thật quý vị nha, nếu trong từ năm 92 tới giờ mà người Nga tập trung xây dựng lo kinh tế, họ bây giờ họ là quốc gia rất là giàu, rất là mạnh. Nhưng mà bởi vì họ đã tự đặt mình vào trong thế chống lại Tây Phương, họ cứ chống đi. 50 năm nữa người Nga chống Tây Phương đi nữa, thì người Nga cũng sẽ đứng ngoài lề của thế giới. Và họ cũng sẽ gặp nhiều cái đau thương giống như hôm nay họ gặp ở tại Ukraine vậy. Những điều đó nó khẳng định cho chúng ta một bài học như vậy là chúng ta nên lo chuyện của mình. Chúng ta nên đặt lại vấn đề là mình sống có tâm tư phiền não hay không. Và con người chúng ta bằng cái bản năng á, chúng ta rất là dễ sanh sự. Chúng ta dễ sanh sự lắm. Chúng ta nhớ nhắc lại một điều là con người chúng ta có cái bản chất thích sanh sự, và đặc biệt con người Việt Nam. Sanh sự thì sự sanh, sanh sự thì kéo theo những hệ lụy. Chúng ta thích lắm. Quý vị biết nước Việt Nam là một nước chịu nhiều chiến tranh lắm. Nhưng mà tới khi mà Nga đánh Ukraine thì ở Việt Nam từ chính quyền dân chúng đa số bổ tay quan nghênh cuộc chiến đó, xem như là cuộc chiến thần thánh chống lại phát xít đủ thứ hết. Để làm gì? Tại sao chúng ta là một nước bị chiến tranh mà chúng ta là ham chứ thiếu ý. Quý vị biết là những quốc gia giàu có thế giới, họ có đặc điểm là họ tự chăm sóc tốt cho họ. Và Đức Phật thì dạy chúng ta là chúng ta nên sống và làm sao để cho tâm tư của mình được thanh thản. Nếu mình thức dậy buổi sáng, nếu mà đi ngủ vào buổi tối và mình mang vào trong đầu óc mình là người này hại mình, người kia chống mình phải chống người này, phải chống người kia, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ mang những quan cảnh đó đi vào cõi chết, đi vào giây phút cuối cùng của đời sống, nó không có lợi ích gì hết. Tôi chỉ nhớ có một lần ngồi nghe trên Bua ngày kể chuyện đó, ngài nói rằng một ở trong những điều mà ngài thường tâm niệm trong cuộc sống đó là ngài e rằng những cái tạp niệm, những cái phiền não, những cái tranh chấp đố kỵ đó nó tồn tại quá lâu trong tâm, và cái chết có thể đến tối nay ngày mai, nhiều cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Và khi chúng ta chết với tâm như vậy làm gì, chúng ta đi xuống thôi.
Tại sao mình không lo cho mình, lo chuyện thế gà chi chết, nó hiền vậy. Tại đó khi mà chúng đi ở gần nghe các vị, nghe các vị trưởng lão, các vị thiền sư đó, thì tất cả các vị đều nhấn mạnh đến tinh thần là của con người sống thì nên có ý thức chăm sóc tốt cho nội tâm của mình. Và các ngài nói rằng đa số chúng sanh, kể cả người tu, là hãy đi lo chuyện thiên hạ, đi lo chuyện người khác, mà chúng ta quên đi cái sự thanh thản trong lòng, sự thanh tịnh trong lòng mình. Đức Phật ngài ở trong rất nhiều trường hợp, thậm chí trong bài kinh gọi là ví dụ cái cưa đó, ngài dạy rằng một khi mà chúng ta bị người khác gây tổn hại, mà chúng ta có ác niệm á, và chúng ta có phản ứng mà ác niệm đó, thì chúng ta cũng chưa có hành trì lời Đức Phật dạy thực sự. Không phải Đức Phật ngài muốn ép chúng ta đâu, ngài chỉ muốn chúng ta luôn luôn chắc rằng cái đối tượng mà mình cần nghĩ nhiều, điều mà cần mình nên nhắm tới, đó là làm sao cái tâm mình nó thoát ra khỏi cái tù ngục của phiền não, nó thoát ra khỏi cái tù ngục của tranh chấp, của hận thù. Không có ai trong đời sống này mà tối ngày đi lo chuyện thiên hạ mà yên ổn hết. Không có. Chúng tôi sống trong chùa năm nay cũng gần 50 năm, chúng tôi thấy đa số những người mà tối ngày cứ phiền người này, than phiền người kia, chỉ trích người nọ đó, những người ít bao giờ mà có thể có sự tiến bộ trong Phật pháp được hết. Tại vì sao? Các vị đã không nhận cái gì quan trọng trong đời sống của mình. Mình sống phải biết cái gì quan trọng chứ. Cái quan trọng của mình là buổi sáng mình thức dậy thanh thản, mình tụng một thời kinh thanh thản, mình đọc một đăng kinh thanh thản. Chứ có sái gì buổi sáng buổi chiều cứ than phiền người này, có người kia, cứ suy nghĩ về ngoài, không đi về đâu hết. Và quý vị đừng nói đến thế giới, quý vị đừng nói đến gia đình. Chúng tôi nói trong ngôi chùa là cảnh giới tu tập đó, mà chúng tôi trụ trì đó, thì quý vị đa số Phật tử thường phiền hà với nhau bởi những chuyện hoàn toàn không đáng gì hết. Nó khác biệt. Người này muốn cái ghế đặt chỗ này, người kia muốn chậu hoa đặt chỗ kia, rồi quan trái với nhau. Và thậm chí lâu ngày đó, chúng tôi nói quý vị, đừng bận tâm chuyện đó, thì các vị lại nói nhau là sư trụ trì á, đại sư quá dễ đi, và cái gì sư cũng ok hết, thì nó tạo ra như vậy. Nhưng không phải chúng tôi quá dễ, mà chúng tôi chỉ muốn khuyên các vị là đừng có đem cái chuyện đó nó trở thành một vấn đề để mà phiền não. Mà hầu hết những vị đó là phiền não. Để phiền não để làm gì? Chúng tôi thấy rằng một ở trong những cái phần trưởng quan trọng trong chùa là gì? Có những buổi sáng thưa quý vị, chúng tôi như buổi sáng là không có mưa, chúng tôi đi bộ một mình đi chung quanh tháp Xá Lợi, và chúng tôi đi một mình, chúng tôi ngồi một mình trước máy, chúng tôi đọc một bài kinh nào đó. Thật ra mà nói chúng tôi thấy là an lạc, là ngồi đó nghĩ chuyện này, người này đúng người kia sai, chuyện này phải chuyện kia ấy. Và do vậy tất cả chúng ta thưa quý vị đều phải tự ý thức, không ai dạy chúng ta chuyện đó đâu, không ai nhắc chúng ta hoài được. Chúng ta phải ý thức là mình đừng lao vào vũng lầy của đời sống, đừng cố gắng để tạo ra một cái hành trình vượt qua sa mạc của chính mình, đừng cố gắng để tự giam mình ở trong những cái ý niệm mà về hận thù, về tranh chấp, về chỉ trích cái đúng, cái sai. Cái tinh thần mà gọi tinh thần vô tranh á, và tinh thần vô tranh là tinh thần rất đẹp. Tinh thần vô tranh, tinh thần bất khả ahimsa cũng là tinh thần rất là đẹp. Chúng ta sống làm thế nào đó mà chúng ta có thể nhìn tất cả bằng tâm tư an lạc, mát mẻ, thanh thản. Và đừng bao giờ kêu người khác cho mình hai chữ bình an, mà nói chính mình hãy cho mình hai chữ bình an. Tại vì chúng ta cứ kêu gào người khác cho chúng ta bình an, thật sự không ai cho chúng ta bình an hết. Mỗi chúng ta phải cho mình sự bình an thôi. Mình ngồi đó mình chờ, rốt cuộc sẽ không ai cho mình sự bình an hết. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có môn tương ứng bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tịch. Kính đại lễ Chi Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, chúng con kính tri ân hòa thượng giác ngộ. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức,
đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.